Cái này một cặp ụ nâng các bạn. Nâng này nó không có tem nha. Không có tem, nếu còn tem thì mình sẽ xem coi nó nâng ngược bằng bao nhiêu. Dây rất là nhiều luôn á. Thì cái phần này nè, cái phần này nó không có dịch ra dịch vào nha. Nó chỉ dịch ra dịch vào cái ti phía này thôi. Chỉ cái ti trong này nha. Ti này khoảng phi 45. À, khi mình xoay đúng không? Thì đầu bên đây nó sẽ dịch ra dịch vào. À, nó dài ra. Hành trình ngắn thôi nha. Hành trình tầm 80 mm. Không có nhiều. Nhưng mà bù lại cái này chắc lượng nâng lớn thôi. Cái phía ngoài này cũng có một cái pulley, nhưng mà mình không rõ là nó dùng để nâng cái gì, hạ cái gì. Chắc nhiều ứng dụng đi kèm ha. Khi mình xoay thì nó vẫn không có tác dụng vào đây mà đây nha. À, tức là nó không có liên quan vào đây. Hoặc là có một cái vấn đề khác. Inox này. Mình có thể dùng nâng một thiết bị nào đó cần nâng với lực lực nén cao.